Thưa quý vị, Trung Cộng đe dọa Nhật Bản, tin từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Cộng Dương Vũ Quân đã lên tiếng cảnh báo Nhật Bản nói rằng chính sách điều chỉnh quân sự của Nhật không được làm đe dọa cho các nước lân bang. Dương Vũ Quân đã đưa ra lời cảnh cáo trong lúc chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đang vận động nhấc bỏ lệnh cấm đối với quyền tự vệ tập thể của Nhật. Qua cuộc họp báo, họ Dương cũng đe dọa Phi Luật Tân nói rằng Phi Luật Tân đang có những hành động khiêu khích ở Biển Đông. Hôm thứ Ba, Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, bày tỏ ủng hộ việc Nhật định tu chính bản hiến pháp hòa bình, cấm Nhật đưa quân tham chiến ở hải ngoại, nói rằng ông ta và Thủ tướng Abe cũng đồng ý là các quốc gia thiện chí chỉ có lợi nếu chính phủ Nhật được ban quyền giúp đỡ các nước khác, đặc biệt là trong lĩnh vực tự vệ tập thể. Tu chính hiến pháp do nhân dân Nhật quyết định sẽ giúp cho sự bền vững của Nhật giải quyết các nghĩa vụ quốc tế của Nhật, đưa các nước đến gần nhau hơn để chia sẻ các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Chính phủ Thủ tướng Abe có việc nới lỏng những sự hạn chế trong bản hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo sau chiến tranh là mục tiêu quan trọng. Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á hoan nghênh sự thay đổi của Nhật.